Rồi Hoàng Chí đã lắc chào anh em. Hôm nay thì shop xin giới thiệu với anh em một chiếc SH150 SHI. Thì chiếc SHI này vừa được shop mình nâng cấp một cái BLED GTR GLED V3 vào trong cái chó đèn zin. Đây các bạn thấy rất là đẹp ha. Đây cái kiểu bi này thì mình đổ trần luôn các bạn ha, tức là chúng ta có thể thấy được cái quả bi ở bên trong, nhưng mà nó rất là đẹp. Cái vòng ở bên ngoài là vòng màu xanh và vòng ở trong là màu xanh đậm, thì nó giúp cho cái đèn nó sâu hơn và nhìn nó đẹp hơn đó. Rồi đây xe đang nổ bạn, xe đang nổ thì khi mà xe đang nổ như thế này thì chúng ta có thể bắt xin được. Rồi ở trước mặt các bạn là vừa mới hạ một cái rèm canh sáng, mục đích là để cho chúng ta canh được cái độ sáng, vì cái rèm này mình đã canh bắn laser rồi, đã chỉnh bằng laser rồi cho nên là nó chuẩn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho các bạn xem nha. Ở trạng thái mà chúng ta tắt đèn, chúng ta không có bật đèn thì chúng ta vẫn bắt xin được bình thường các bạn ha, và nó sáng luôn như thế này đó. Rồi ở trạng thái mà chúng ta bật đèn thì nó sẽ sáng cốt đó. Đây là cốt của BLED V3 nha các bạn. Pha lên các bạn, cốt này, pha này, cốt này, pha, cốt, pha, cốt. Các bạn thấy rất là rõ ràng ha, bắt xin ha. Đó, tắt đèn đi. Công tắc thì bên mình đã thiết kế một công tắc, thì công tắc này có thể là tắt bật đờ mi luôn. Đó, bạn. Đây là bật đờ mi nè các bạn. Tắt đờ mi nè. Bật đèn nè. Đó, bật đờ mi nè. Rất là đẹp các bạn ha. Ngoài ra thì các bạn biết rồi đó, mình những chiếc xe thắt ý như thế này và những chiếc xe mà có cái ổ khóa dẹp á thì nó dễ bị đánh cắp lắm, dễ bị bẻ khóa, cho nên là bên shop mình cũng lắp cho chủ xe một cái bộ định vị cho mình. Rồi thì bây giờ mình giới thiệu qua các bạn về cái bộ định vị ha. Cái bộ định vị này thì nó cho phép mình có thể là quan sát được cái xe nào đâu. Đây các bạn thấy trên điện thoại là mình đang có thể quan sát được cái vị trí xe. Cái chấm màu xanh nó là cái chấm định vị của xe, định vị của điện thoại, còn cái chấm màu đỏ là định vị của xe. Khoảng cách rất là chính xác. Và bây giờ mình có thể zoom lên nè các bạn. Mình sẽ zoom lên thì nó sẽ hiển thị rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Các bạn thấy là hiện tại đó xe đang ở shop Hoàng Chí Đắk Lắk nè. Xe đang ở shop Hoàng Chí Đắk Lắk thì các bạn có thể quan sát được rất là rõ ràng. Còn cái chấm màu xanh đó là cái điện thoại của mình các bạn ha. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể là với bộ định vị này chúng ta có thể là ngắt được nguồn của xe mà không cần có một cái sự can thiệp nào với chiếc xe cả, ngắt bằng điện thoại luôn. Đây mình sẽ tiến hành mình biểu diễn cho anh em xem nha. Bây giờ mình bấm đề nổ máy. Nha các bạn. Rồi. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đã bị mất xe chẳng hạn, chúng ta phát hiện là chúng ta mất xe rồi, chúng ta sẽ lần theo cái định vị để chúng ta tìm tới vị trí xe ha. Sau khi mà chúng ta thấy được chiếc xe rồi mà ví dụ như kẻ trộm mà đang chạy ngoài đường chẳng hạn, thì mình thấy ở một số trường hợp ở trên YouTube á, thì có một số anh bên đội săn bắt cướp á, là dí những chiếc xe như này chạy ngoài đường rất là với tốc độ rất là cao thì rất là nguy hiểm đó. Thì nếu có định vị mà định vị có thể ngắt được nguồn thì chúng ta ngắt nguồn và chúng ta tiếp cận bắt đối tượng rất là dễ dàng ha. Ví dụ như bây giờ là chúng ta thấy xe đang chạy trên đường chẳng hạn, chúng ta bắt đầu phân bố người để rào cho bắt đối tượng rồi. Ví dụ thì chúng ta sẽ tiến hành ngắt được cái xe. Ngắt xe thì kẻ trộm không thể nào chạy được nữa. Bây giờ thì mình sẽ vuốt lên nha. Vuốt lên thì mình bấm vào ngắt nguồn. Chúng ta sẽ hiển thị được cái chỗ đây là ngắt nguồn thiết bị hoặc là mở nguồn thiết bị. Chúng ta nhấn vào đây để đóng nguồn thiết bị nè các bạn. Và sau đó chúng ta nhập mật khẩu. Mình sẽ nhập cái mật khẩu cho cái... Rồi mình nhập mật khẩu xong. Sau khi mình nhập mật khẩu xong thì các bạn thấy là mình sẽ bấm vào đồng ý. Và sau vài giây thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái lệnh. Đây, xe ngắt nè các bạn. Các bạn quan sát xe nó sẽ ngắt nè, khoảng vài giây thôi. Rồi như vậy lúc này là xe nó ngắt rồi, và trên cái điện thoại nó sẽ gửi cho chúng ta một cái thông báo đó là ngắt nguồn thiết bị thành công. Lúc này với cái lệnh này thì chúng ta biết là cái xe chúng ta ngắt điện rồi, thì kẻ trộm dù đang có chìa khóa luôn trên xe luôn, tang vật cũng không có thể nào làm được gì với cái xe hết. Lúc này nếu chúng ta muốn can thiệp mà bật nguồn lên lại thì chúng ta sẽ tiến hành làm thao tác tương tự như lúc nãy các bạn ha. Mình sẽ làm lại cho các bạn, xem. Mình mở nguồn thiết bị lên. Đây, sau khi mình nhắm mở nguồn thiết bị này các bạn, thì nó sẽ lên điện luôn. Các bạn thấy đồng hồ đã lên điện và cái lệnh chúng ta nhận về được là mở nguồn thiết bị thành công. Đó, một bộ định vị như thế này chúng ta lắp, bên shop mình lắp vào cho anh em là như zin luôn, cắm dắt đầy đủ. Đó, và kín đáo. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ shop nha. Đó thì rất là hay mà chúng ta có thể quan sát được chiếc xe cũng như là giữ
an toàn cho chiếc xe khi mà xảy ra trường hợp là mất mất xe đó, thì chúng ta giờ dùng bộ định vị để chúng ta can thiệp và chúng ta lấy lại chiếc xe của chúng ta ha. Đó thì chiếc xe này vừa rồi được shop mình gấp lắp một cái bộ định vị GPS và một cái billet GTR GLED V3 với độ sáng cũng rất là mạnh đó. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ shop nha. Mọi dây nhựa trên xe này được thì shop mình cảm giác như zin và không có cắt dây nha anh em. Và chiếc xe đó SHI này cũng rất là đẹp, còn rất là đẹp các bạn ha. Rồi, hy vọng là video này là một video tham khảo cho anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ shop nha. Rồi, thằng ấy chào tạm biệt.